Julie Chen xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội qua phần trình bày của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn trình bày về hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật 28 và 29 tháng 10 tới đây. Sẽ cung cấp các dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Và trước khi vào phần quảng cáo thì chúng tôi có đặt câu hỏi với Thượng nghị sĩ là những cái dịch vụ mà thử nghiệm đo đường trong máu, đo hấp huyết là nếu mà có cần phép hay không, xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra cũng vào đầu chương trình thì Thượng nghị sĩ có nói rằng thì là ngày hôm đó sẽ có những bác sĩ để mà khám nghiệm, khám bệnh cho những người đến tham dự trong trường hợp khẩn cấp. Lý do tại sao và Thượng nghị sĩ lại đặt ra cái điều đó? Dạ, thưa chị Julie và thưa quý vị, là hồi mấy năm qua đó thì văn phòng của chúng tôi á, cái hội chợ y tế này cũng có các nhiều quý vị mà không có cơ hội để đi bác sĩ của gia đình của quý vị, hay là nhiều khi cái copay rất là mắc, so quý vị không có đi. But then quý vị quên là mình phải đi để cho mình khám sức khỏe của quý vị. Và trong cái đó nhiều quý vị tới là độ máu rất là cao. So trong cái đó thì văn phòng của chúng tôi gọi 911 liền để cho đưa quý vị tới nhà thương liền. Trong mấy năm qua cũng có mấy incidents như vậy. So chúng tôi mong là quý vị obviously cái hội chợ y tế này để giúp cho quý vị, và quý vị phải nhớ là mình cũng phải đi bác sĩ. Và cái này là giúp cho quý vị nào mà quên mà không có tiền để trả cái copay mà hay không có insurance thì xin quý vị tới để cho, ôi quý vị mà cũng có insurance đã đi bác sĩ rồi mà mình không có biết là đúng hay không á, hay là mình question second opinion á, quý vị cũng cho, xin quý vị tới cho cái hội chợ y tế này. Thật ra thì Julie cũng có một cái đồng quan điểm với lại thượng nghị sĩ là vấn đề copay. Mặc dù chúng ta có insurance thật đó, nhưng mà nhiều khi cái copay nó rất là cao, tại vì mình muốn giữ cái premium cho thấp thì mình phải có cái copay nó cao. Tuy nhiên đừng vì thế mà quý vị quên đi cái vấn đề mà phải đi khám bệnh hàng năm. Mặc dù là nó cao nhưng mà cái sức khỏe của chúng ta tốt hơn vẫn là quan trọng hơn là cái số tiền mà chúng ta phải bỏ ra. Nhưng đây là một cái cơ hội để quý vị có thể đến để mà được thử nghiệm hoặc là để được khám mà một cách là miễn phí. Và nếu có trường hợp gì xảy ra thì sau đó cái người bác sĩ khám ở đó sẽ gửi về bác sĩ gia đình của mình, phải không ạ? Thưa quý vị, sẽ đưa bác sĩ ở hội chợ y tế sẽ đưa hết giấy tờ cho quý vị để quý vị đem đi tới bác sĩ gia đình của quý vị. Hay là quý vị nào mà không có bác sĩ gia đình ấy, thì chúng tôi đang sẽ làm việc chung với lại rất là nhiều cái community clinic ở trong cộng đồng ở quận Cam. Rồi chúng tôi sẽ refer to quý vị cho mấy cái community clinic đó. Nếu mà quý vị chưa có bác sĩ gia đình. Dạ đúng. Dạ vâng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở về với dịch vụ nha khoa là làm sạch răng, chám răng và nhổ răng. Đây là một cái đề tài mà Julie thường nghe rất là nhiều. Bây giờ California cover hoặc là ngay cả Medicare. Ngay cả Medicare cũng không có cái dịch vụ nha khoa mà trọn vẹn. Thật sự ra thì Julie cũng không có rõ là qua California Cover hoặc là Medicare họ sẽ cung cấp những cái dịch vụ nha khoa như thế nào. Tuy nhiên cá nhân Julie mỗi lần mình đi làm gọi là clean răng, làm sạch răng đó, thì cũng phải nói là cũng tốn kém chứ không có rẻ như ngày xưa. Nhưng mà chúng ta nghĩ và đồng thời đây là một cái dịch vụ mà khi quý vị đến sẽ được hoàn toàn miễn phí. Dạ đúng. Không cần phải đem thẻ bảo hiểm hay gì hết. Không cần. Đem bộ răng mình tới thôi. Dạ đúng. Và also đem ID của quý vị tới luôn. Dạ dạ. Mình có nhổ răng bộ nhổ one get one free. Dạ no. Dạ no, quý vị cần cái gì thì văn phòng của chúng tôi và với lại các vị volunteers đem ngày đó sẽ giúp cho quý vị. Và cái gì mà không có làm được thì văn phòng sẽ giúp cho quý vị, refer quý vị cho các văn phòng khác và các clinic khác luôn. Dạ vâng, tiện đây thì có lẽ là không biết là mình có đủ bác sĩ, nha sĩ, nhãn khoa gì hay chưa? Dạ, thưa chị Julie và thưa quý đồng hương, cái bữa hai ngày này là chúng tôi không có làm được, không có bổ trợ của Central County Foundation, Elimination Foundation, SLR Vision Foundation, RAM, Concord College hay Coastline Community College với lại cái cơ quan y tế của tiểu bang Cali. Và trong cái đó ngày đó mỗi ngày ít nhất cần tới 200 tới 500 người volunteers.
Và không phải là chỉ có bác sĩ và nha sĩ, và also các em từ high school tới college, nurses, ai cũng tới hết á. Và thưa quý vị, nhớ là trong văn phòng của chúng tôi á, có thêm bác sĩ, nha sĩ hoặc là nhãn khoa. Và nhãn khoa đó, the more we can help. Mỗi người bác sĩ á, thưa quý vị cũng biết là coi được maybe exam, maybe ít nhất probably 10 tới 20 người nguyên ngày. So mình mà có chỉ có 5 người thôi, chỉ đó only chỉ có là được chỉ có 50 người thôi. Và so even though mà văn phòng á, giúp được 300 mắt kiến và chỉ có 5 bác sĩ mà làm khám mắt kiến không á, là chỉ có 50 người được giúp thôi. So chúng tôi xin mong á, quý đồng hương, quý vị bác sĩ, nha sĩ hay nhã khoa, quý vị mà có even 1 tiếng đồng hồ thôi trong một trong cái ngày này, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi để volunteer một tiếng đó, thưa quý vị giúp được ít nhất á, là cũng 2 tới 5 người lận. And văn phòng á, sẽ schedule hết mỗi người bác sĩ giờ nào tới, cho nó thuận tiện cho họ. Dạ đúng. Và xin quý vị giúp cho cộng đồng, và the more you can come out the more nó sẽ giúp cho mỗi người. Và chúng tôi văn phòng á, có hết equipment, everything ready, mình chỉ cần the doctors ở đó. So xin quý vị giúp cho chúng tôi gọi 714-741-1034. Again, even chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi trong 2 ngày. But if quý vị mà hơn 1-2 tiếng, we are so much more grateful. Và cộng đồng sẽ get more grateful. And that's why mà chúng tôi nói là cho quý đồng hương tới sớm càng tốt, càng tốt, tới sớm càng tốt á, là tại vì là mình chỉ có bao nhiêu bác sĩ để giúp thôi. So that's why mình không có giúp được hết mỗi người sẽ tới. Có nghĩa là thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức là ở đâu thưa nghệ sĩ? Một lần nữa là 28 thứ bảy, 28 Tây và Chủ nhật, 29 Tây tháng 10, từ 8 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Nhiều người thưa quý đồng hương tới đó about probably 6 giờ sáng tới 7 giờ sáng ít nhất để xếp hàng. Và cái này đại địa điểm là ở Concord Career College, là đường Euclid với lại Garden Grove Boulevard, là 12951 Euclid Street. Và thưa quý vị, cái khu vực đó là cái khu vực của hội chợ y tế hơn 8 năm rồi. So không có đổi chỗ, để cho quý vị đừng có quên. Và mình đã biết cái địa điểm đó. Và xin một lần nữa chúng tôi cảm ơn rất là nhiều người, các thương mại và các quý vị volunteers bỏ tiền và bỏ sức và bỏ time vô trong cái hội chợ y tế này, để mỗi năm để cho mình giúp cho cộng đồng và quý đồng hương, không phải chỉ cho địa hạt 34 mà quận Cam và hết cộng đồng của chúng ta ở khu mấy quận Cam khác. Lần nữa xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn qua số điện thoại là 714-741-1034, 714-741-1034 để biết thêm chi tiết cũng như là những câu hỏi gì liên quan đến những cái dịch vụ mà quý vị nghĩ rằng mình sẽ cần tới để giúp cho chúng ta bớt cái thì giờ hoặc là bớt đi cái sự mà đứng chờ rồi mình lại không được. Và cũng như là nếu quý vị biết được nha sĩ của mình, nhãn khoa của mình hoặc là bác sĩ của mình, nói với cho họ biết là ô ở đây cũng cần đến sự giúp đỡ của họ để mà họ có thể ghi danh để mà thiện nguyện trong những ngày đó. Rất mong là cũng được sự giúp đỡ của tất cả mọi chuyên khoa để mà cái sự khám nghiệm cho những người đến tham dự được nhanh hơn và được thêm nhiều người hơn. Cảm ơn thượng nghị sĩ Janet Nguyễn rất là nhiều đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa số điện thoại là để liên lạc là 714-741-1034. Quý vị có thể gọi trực tiếp, nếu mà không ghi kịp xuống ngày giờ và địa điểm thì số điện thoại để liên lạc trực tiếp với văn phòng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn là 714-741-1034. Và hai ngày hội chợ y tế sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 28 và ngày chủ nhật 29 tháng 10, thời gian là từ 8 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, tại địa điểm là 12951 Euclid Street, đường Euclid, thuộc thành phố Garden Grove. Và địa điểm này đã tổ chức được 8 năm rồi. Dạ đúng. Dạ vâng. Cảm ơn thượng nghị sĩ Janet Nguyễn rất là nhiều. Và lời cuối cùng gửi chào tạm biệt đến khán thính giả của Lê Sài Gòn TV. Dạ, một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị và xin kính chào chị Julie. Dạ vâng. Julie xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và những quý vị nào cần flu shot
mà chưa có thì đây là cơ hội cuối cùng để quý vị, cũng không phải là cuối cùng nhưng mà đây là cơ hội để quý vị có thể đến lấy flu shot cũng như là những cái dịch vụ y khoa miễn phí, xin là trực tiếp với văn phòng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn có số điện thoại là 7147411034. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, với nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.